Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estin For hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Chú Julian ơi! Ơi! Chú Julian! Ôi, Tâm Anh! Dạ, con chào chú. Ừ, chào con. Ủa, mà chú đang bận hả? Ồ, không có, không có. Chú không bao giờ bận, con tới là chú sẽ luôn luôn có thời gian để chơi với con. Dạ, chú ơi, con có tranh tặng cho chú nè. Wow, con vẽ đó hả? Dạ. Đẹp quá nha. Nhưng mà cái này đó thì chú phải có món quà để đáp lễ. Đợi chú xíu. Ừ. Đây, cái này chú tặng con. À, chú ơi, chị con nói là không được nhận quà từ tay chú nữa. À, cái vụ này đó để chú gặp chị hai nói sau nha. Còn bây giờ tại cái món quà của con quá đẹp cho nên là chú phải đáp lễ là con phải nhận. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, coi coi. Chú Len ơi. Hả? Ờ, ở dưới có người tìm không kìa? Ủa ai vậy? Một cô gái. No! Phương Trinh! Julian! Wow, such a surprise! Hey, what's bringing you to Vietnam? You didn't even call me. I have to see you, of course. Aren't you happy that I'm here? Oh, I'm so happy. I'm glad you came. So happy. Ai vậy? Oh, so, this is my, this is what? À, my name Wook. À, mọi người, đây là Phương Trinh. Đó là cô giáo dạy tiếng Việt của tôi khi mà tôi du học ở bên Mỹ. Oh. Mà, còn là em kết nghĩa rất là tốt bụng của tôi nữa đó. Oh. Không phải đâu, tôi là người yêu của ảnh đó. I remember the time when I made you some shrimp and it turned out that you were allergic to it. Oh my god, that's so hilarious. Can't believe you remember that. I will always remember that. Chú ơi. Hả? Chú cho con làm chung với chú được không? Con cứ đứng đó chơi đi con nè. Tụi chú cũng sắp xong rồi nè. Hả? Dạ. Nhưng mà chú cho con làm chung đi mà. Em bé thì cứ ngồi đó chơi là được rồi, để chị làm cho. Em đâu phải con nít nữa đâu mà chị cứ kêu em là em bé hoài ạ. Wow, chị nói vậy không đúng hả? Em bé này lạ ghê nha. Đã nói là đừng có kêu em là em bé nữa mà. Được rồi. Nè, Tâm Anh, qua đây chú. Đây. Thấy chưa? Bây giờ đó, cái này là phần quan trọng nhất nè. Còn rất tiêu lên đây cho chú. Ừ. Đó. Thấy chưa? Đẹp chưa? Tâm Anh đúng là giỏi nhất luôn đó. Ây da. Ủa em bị gì hả? Bị đứt tay hả? Em bị đứt tay. Đây. Thôi, đi lên phòng anh lấy cái đồ anh băng cho nha. Đi. Ê, Tâm Anh, xin lỗi. Chờ chút xíu nha. Ừ, chú nghe nè Tâm Ý. À, rồi cháu biết rồi. Ok, bye con. Tâm Anh ơi. Chị hai kêu là phải về rồi. Vậy thì con xin phép chú, em xin phép chị em về. Ê, đi đâu vậy? Ai cho con về một mình? Ngồi đó chờ chú một xíu cho nên thay đồ rồi dắt con về nha. Dạ, thôi. Em muốn xin ngủ ở lại một đêm có được không anh? Một đêm? À, được. Anh đi hỏi của chủ nhà một tiếng là được à? Bộ chị không có nhà hay sao vậy? Chị nói rồi mà, chị có sống Việt Nam đâu. Thôi, ngồi chờ chú một xíu cho nên thay đồ liền nha. Rút. Dạ, thôi con về một mình cũng được. Không có được. Giờ này sao em về mình? Ngồi xuống chờ chú một xíu. Ngồi xuống. À anh Julian, anh có muốn xem hình của anh Brad không? Ồ, anh Brad hả? Cái anh Brad mà hồi đó mà học chung với anh ở bên Mỹ mà đi du lịch mà giờ cưới cái bà vợ gì mập mập đó đúng không? Ờ đúng rồi đó. Đây đang coi. Đúng Brad này nè. Rồi sau 2 năm mà sao rồi, nó ốm nhất vậy? Ủa em tới chơi hả? Dạ. Cái chị tên Trinh gì đó hôm qua có ở đây không chị?
À hôm qua chị ấy có ngủ đây nè. Mà sáng nay không biết có chuyện gì chị cũng không biết nữa. Thôi em ngồi đây chơi đi, để chị lên kêu chú Julian xuống nha. Dạ. Em uống nước nè. Dạ chị xíu. Cảm ơn chị. Ủa, Lâm Anh, con làm gì vậy? Chú... Tại sao con này mặc áo của chị Phương Trinh vậy? Dạ... Con... Con... Cái gì vậy? Tại vì chú chỉ thích có một mình chị thôi. Con nói gì vậy Lâm Anh? Con biết là chú thích chị. Vừa nấu ăn chung nè, rồi còn cười tươi với chị nữa. Con nói cái gì vậy Tâm Anh? Rồi còn nói con là em bé nữa chứ. Hay là con là bạn gái chú nha. Chú chờ con lớn đi, rồi đừng coi chỉ là bạn gái chú nữa. Nè Tâm Anh, con có biết á, con là bạn thân duy nhất của chú không? Con là bạn thân. Vậy có nghĩa là chỉ là bạn gái của chú đúng không? Không có. Chị Phương Trinh á còn là bạn thân sau Tâm Anh nữa. Tâm Anh đứng trước. Hiểu không? Thiệt hả chú? Ừ, chú nói thiệt mà. Nếu vậy, con không thể là bạn gái chú được hả? Chú rất là vinh dự luôn á. Nhưng mà con biết không, ở trên đời này á sẽ có rất là nhiều người còn tốt hơn chú nữa. Rồi con cũng sẽ gặp à. Không có đâu. Trên đời này làm gì có ai tuyệt vời hơn chú nữa. Chú là người tốt nhất rồi còn gì. Thôi, con cứ chờ đi. Chắc chắn là sẽ gặp được thôi. Ôi, chào em bé. Ủa sao em mặc đồ của chị vậy? Vân Trinh, tại sao em kêu một cô gái như vậy là em bé được? Nè, còn thấy người ta mặc đồ không? Cái áo này mặc còn đẹp hơn là em mặc nữa đó. Ôi, Tâm Anh, hay là bây giờ chú dắt con đi uống nước nha. Dạ. Mình cũng thích đi tới mấy chỗ đó lắm luôn đó. Ủa, Tâm Anh. Ủa, chú Julian. Ủa con. Dạ. Hôm nay con đi đâu vậy? Dạ, hôm nay con đi viện bảo tàng để thu hoạch thêm nhiều kiến thức đó. Ồ, hay quá vậy. Đây là chú Julian, chú của mình đó. Chào mấy đứa. Chú Julian không có nhà hả chị? Dạ. Dạ. Tại vì em định khoe tranh mới vẽ với chú Julian á. Nhưng mà tại chú không bắt máy. Bực bội quá à. Có cái gót giày thôi cũng gãy nữa. Em chào cô. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị. Nè, con hỏi chú Julian hả? Dạ. Con chưa biết gì hả? Chú Julian có người yêu rồi con. Ê, có con vịt bầu kia. Sao mày lại ngồi ở đây hả? Gì? Đang khóc hả? Nhìn vui thiệt có. Vịt bầu mà cũng bày đặt đổ rồi đó. Sao mày gan quá vậy? Bộ muốn khóc là khóc hả? Muốn khóc thì cũng phải xin phép tao chứ. Trời ơi trời, coi tôi là người vô hình trời.